Vâng thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, phần đầu của chương trình Cà phê Ngày Mới chúng tôi sẽ dành thời gian để gửi tới quý vị những thông tin về các ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại Việt Nam. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 3 đến 16 giờ ngày 7 tháng 3, hệ thống quốc gia quản lý các ca bệnh COVID-19 ghi nhận hơn 147.000 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó thì Hà Nội và Nghệ An là hai địa phương có số ca tăng cao nhất cả nước. Các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau: Hà Nội 32.317, Nghệ An 10.153, Bắc Ninh 7.873. Tiếp theo là các tỉnh như Phú Thọ, Hưng Yên. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày có 36.993 ca. Từ 17 giờ 30 ngày mùng 6 tháng 3 đến 17 giờ 30 ngày mùng 7 tháng 3 ghi nhận 78 ca tử vong trên cả nước. Tính đến 14 giờ ngày 10 7 tháng 3, cả nước đã tiêm gần 198 triệu liều vaccine phòng COVID-19.